Bootcamp Kids Extreme có những gì đặc biệt? Điều gì làm cho Kids Extreme trở nên hấp dẫn và nhiều bạn rất mong muốn tham gia? Câu trả lời hết sức đơn giản, đó là tính thử thách của Kids Extreme rất cao. Điểm nhấn không còn là các obstacle đơn thuần, mà là hệ thống huấn luyện Mid và High Elements, nghĩa là những thử thách tầm trung và tầm cao, cách mặt đất một khoảng nhất định. Những thử thách này đòi hỏi không chỉ kỹ thuật, thể lực, mà còn cả việc sử dụng các thiết bị bảo hộ cũng như ý chí và bản lĩnh. Song song đó là các thử thách từ giáo trình CrossFit Training mà hệ thống dục ATY đang áp dụng ở các trường học chính quy của mình. Đây là các nội dung huấn luyện giúp các bạn nhỏ phát triển sức bền và rèn luyện ý chí, sức chịu đựng, khả năng vượt khó dựa trên nền tảng thể chất. Điều tuyệt vời của lứa Kids Extreme 2022 này là không khí huấn luyện luôn hào hứng và sôi nổi. Các bạn đam mê với những obstacle bằng tất cả sự tập trung và quyết tâm chinh phục. Đầu tiên, để rèn luyện sự bền bỉ và tinh thần không từ bỏ, các thành viên Kids Extreme đã rèn luyện vượt qua một loạt các thử thách CrossFit sau đây. Thai Rack. Tại Kids Extreme, những chiếc bánh xe thật to thử thách các bạn nhỏ với kỹ thuật di chuyển bánh xe bằng thiết bị kéo. Đây là bài tập thể lực phát huy tối đa sự phối hợp của toàn bộ cơ thể để không chỉ kéo đi đúng đoạn đường quy định mà còn duy trì sức bền một cách liên tục. Sandbag Exercise. Thử thách nâng bao cát để rèn luyện kỹ năng tải vật nặng đúng cách và tránh chấn thương là sự nâng cấp vượt bậc từ obstacle trường lưới và mang bao cát của Bootcamp Kids. Đây không chỉ là bài tập rèn luyện phản xạ vận động mà còn giúp các bạn hiểu đúng về mặt kỹ thuật trong luyện tập thể lực hay vận động lao động hàng ngày. Nếu việc luyện tập với giáo trình CrossFit khiến các bạn đổ mồ hôi giữa nắng và gió của Vũng Tàu, thì những giờ học workshop cũng thử thách từng thành viên không kém với hàng loạt các kỹ năng liên quan tới sự tháo vát và tỉ mỉ. Nhờ vậy mà từng bạn mới nhận ra, giọt mồ hôi khi tập luyện là phần thưởng của sự nỗ lực, còn giọt mồ hôi khi lao động chính là huy chương tuyệt vời dành riêng cho những đôi tay cần mẫn và siêng năng. Không dừng lại ở việc gấp quần áo để xếp gọn vào ba lô, nhà Kids Extreme chọn riêng cho mình một kỹ năng vô cùng đặc biệt để luyện tập: ủi đồ. Nguyên tắc đảm bảo an toàn với đồ dùng điện vẫn được đặt lên hàng đầu, đặc biệt hơn khi mặt bàn ủi rất nóng và dễ gây phỏng. Ngày thường con không phải làm việc này vì nhà con có cô giúp việc rồi, nhưng hôm nay con làm thử, con thấy việc này cũng không khó và hay nữa, nên khi về nhà con sẽ tự làm nha thầy. Chắc chắn rất nhiều ba mẹ sẽ cảm thấy thật vui vì câu nói này, bởi nó đã chứng minh được rằng chỉ cần được hướng dẫn và giải thích một cách cụ thể thì không có bất cứ công việc nào làm khó được các bạn nhỏ. Thật vui và đáng tự hào. Workshop cưa gỗ lại là thử thách về sự bền bỉ, kiên trì và luôn đảm bảo chính xác các nguyên tắc an toàn trong lao động. Từ cách cầm cưa, tư thế của tay và chân trong khi cưa, cũng như cách để lưỡi cưa hoạt động một cách tốt nhất. Chỉ trong một buổi chiều tập trung nỗ lực, các bạn nhỏ của nhà Kids Extreme đã trở thành những người thợ lành nghề thực thụ rồi đấy. Cứ mỗi ngày trôi qua, những kỹ năng mà các bạn được học tập và rèn luyện ngày một nhiều và ý nghĩa hơn. Nó giống như một kho báu tích lũy để đảm bảo rằng các bạn đang có những hành trang quý giá nhất trên hành trình chinh phục những thử thách đang chờ đợi trước mắt. Và tất nhiên, cuộc sống không thể thiếu những giờ phút kịch tính, nơi cảm xúc khiến mình như muốn đông cứng hoặc bùng nổ. Đó là lúc sự điềm tĩnh, ổn định và khả năng tự chủ cần được vận dụng. Đó cũng là điều mà các bạn nhỏ được rèn luyện thông qua hệ thống các thử thách ở tầm trung và cao. Đây là nét riêng mà chỉ có nhà Kids Extreme mới được trải nghiệm.
Các thử thách đưa mỗi bạn nhỏ tới giới hạn trong nỗi sợ và mang lại cơ hội cho các bạn vượt qua chúng. Rock climbing. Với hoạt động rock climbing, các bạn cần một đôi tay khỏe để kéo mình vượt qua bức tường, cũng cần khả năng quan sát và quyết đoán để chuyển tay chân nhanh và hợp lý giữa các mấu bám. Nhưng không sao, những gì khó thì đã có đồng đội bên nhau cùng giúp nhau vượt qua giới hạn. Double lies. Đây là hoạt động cá nhân yêu cầu khả năng giữ thăng bằng, chuyển trọng tâm để di chuyển nhịp nhàng và sự bình tĩnh để không bị bối rối trước sự rung lắc và độ cao. Mới đầu thì khá khó, nhưng khi làm đúng kỹ thuật và tập luyện thành thạo, các bạn nhỏ đều đã làm được rồi. Một trong những thử thách rất khó tại khung AAS chính là Bouncing Chair, thử thách khả năng kết hợp giữa tay và chân trong việc giữ thăng bằng. Dù chỉ là một đoạn di chuyển rất ngắn, nhưng việc kết hợp nhiều kỹ năng cũng như phát huy tối đa sức bền cũng khiến thử thách này trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Nhờ những ngày rèn luyện không mệt mỏi mà đôi chân của con đã mạnh mẽ hơn, đôi tay của con cũng rắn rỏi và bám chắc hơn trong các hoạt động mỗi ngày. Giới hạn đôi lúc do chính chúng ta tạo ra, và vượt qua được giới hạn chính là vượt qua được bản thân mình. Giữa những ngày nắng và gió, dù huấn luyện khốc liệt mỗi ngày, chúng con chưa bao giờ quên cười, vì đó là điều mà các thầy cô luôn nhắc và tạo điều kiện để chúng con quen với nó. Mỉm cười vào mỗi buổi sáng, cười tươi hơn khi hoàn thành nhiệm vụ, cười sảng khoái mỗi lần thất bại để lần sau làm lại tốt hơn, và cười thả ga với những lễ hội có 102 mà ai ai cũng mong đợi. Lễ hội đập gối đặc trưng của mùa hè đã đến với nhà Kids Extreme. Các trận chiến và đua tranh giữa các nhóm diễn ra với đủ mọi hình thức. Những màn đỏ sức quyết liệt làm nhiều bạn lan ra vì cười. Và vui nhất chính là màn đập gối tự do, nơi các thầy cô điều phối viên được các bạn nhỏ chúng con chăm sóc vô cùng đặc biệt. Lễ hội nước hôm nay làm ai cũng thích thú cả. Đá lạnh được đổ ra khắp nơi làm nhiều bạn lạnh tê người luôn. Nhưng thật là hào hứng. Chúng con cũng được thử thách sức chịu đựng qua màn cầm nước đá này nữa. Đúng là vừa vui vừa học được nhiều bài học.
Một cuộc đời phong phú sẽ bao gồm cả nước mắt và nụ cười, cả đớn đau và sung sướng, cả những thời khắc bình thường lẫn những thời điểm cam go quyết liệt. Và thử thách tổng hợp đỉnh cao của Bootcamp Kids Extreme cũng như vậy, đó là hành trình X-Race, một chuỗi thử thách tiếp sức kết hợp các nội dung Obstacle Rockfish, Middle and High Elements cũng như các nội dung Workshop. Lúc này, chúng con đã sẵn sàng. Trạm 1, Sandbag and Tire. Cuộc đua X-Race khởi đầu với thử thách vác bao cát di chuyển, rồi cả hai thành viên cùng kéo chiếc bánh xe chất nặng những bao cát đi một chặng đường xa với lực ma sát rất lớn. Trạm 2, Weightlift. Tiếp theo, hai thành viên của nhóm cần hoàn thành một thử thách yêu cầu sức bền thể lực rất lớn, đó là kéo bao cát nặng lên cao bằng ròng rọc, và mỗi người phải thực hiện 10 lần như vậy. Trạm 3, Rock Climbing. Ở trạm này, hai thành viên tiếp theo sẽ hỗ trợ nhau cùng leo qua bức tường dạng vách núi đá thẳng đứng. Trong quá trình leo xuống, hai bạn còn cần lấy được thanh nối ống, một cấu kiện quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ của X-Race. Trạm 4, hệ thống AES với Bosing Chair, V-Line và Ring Swing. Tiếp nối hành trình, hai thành viên dũng mãnh của nhóm cùng nhau chinh phục liên tiếp các thử thách Middle Element trên khung AES là Bosing Chair, V-Line và Ring Swing. Các bạn thực hiện khá thành thạo nhờ quá trình luyện tập kỹ lưỡng. Trạm 5, Nitro Crossing. Và để lấy được ống nối thứ hai, một thành viên linh hoạt của nhóm thực hiện kỹ thuật đu dây Nitro Crossing bám vào tấm lưới và leo lên độ cao 8m. Trạm 6, Rock Light. Cấu kiện thứ ba cũng là cuối cùng nằm trên đỉnh sợi dây thừng thẳng đứng này, độ cao lên tới 10m, và một thành viên thành thạo kỹ thuật leo dây của nhóm đã chinh phục được nó với sự nỗ lực, quyết tâm cũng như sự động viên từ đồng đội. Trạm 7, công xưởng cưa và ráp nối. Đến lúc này, các cấu kiện cần thiết đã có đủ. Những người thợ lành nghề của nhóm nhanh chóng cưa những vật liệu còn lại, ráp nối thành thanh công cụ để thành viên cuối cùng của nhóm hoàn thành nhiệm vụ kết thúc. Công cụ đã hoàn thành rồi, giờ là chạy thật nhanh và leo lên thang để đưa cho đồng đội thôi nào. Rồi, bên này chuẩn bị nè. Trạm 8, zip line. Và thử thách cuối cùng yêu cầu sự tỉnh táo và điềm tĩnh tuyệt đối. Để khi bay zip line với tốc độ khá nhanh qua hồ, con vẫn có thể đập trúng cái banh lơ lửng trên không này. Và đúng rồi, thật tuyệt vời. Con đã trở về sau 5 ngày. Con biết cách mỉm cười và tin tưởng vào bản thân của mình hơn. Con có thêm 87 người bạn, và xung quanh con luôn có các thầy cô sẵn sàng cùng con khóc, cùng con cười, cùng con đổ mồ hôi vượt qua những thử thách. Con có thêm hành trang là sự mạnh mẽ và tinh thần không từ bỏ cho những chặng đường tiếp theo của mình. Và con cảm ơn vì con luôn có ba mẹ
và gia đình trên mọi chặng đường mà con cần bước. Cảm ơn những đôi chân không mỏi đã cho con cơ hội để làm vững thêm đôi chân bé nhỏ của mình trên đường đời. Tạm biệt Bootcamp Kids Extreme và hẹn gặp lại các bạn trong những mùa huấn luyện tiếp theo.